chẳng tình thương nhau. Hai người ca mùi quá ta. Từ lâu em mong đợi cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời, không còn ai thương ai thương cũng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên ta chỉ còn có một mai định. Chị theo dõi trực tiếp từ khi mà tăng lên nói là 12:30 là Vũ Linh chút hơi thở cuối cùng đó. Là chị theo dõi trực tiếp luôn, chị đâu có ngủ nghề được, bệnh luôn. Bữa nay lên được tới đây thắp hương cho Vũ Linh là chị mãn nguyện nè. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trước đó, chị cũng lên tới đây. Thần tượng của chị yêu thích Thanh Kim Huệ với Vũ Linh. Yêu thích nhiều nghệ sĩ lắm, không phải là riêng gì hai người đó. Nhưng mà nghe nghệ sĩ mà mất đi là chị đau lòng lắm. Nếu người muốn người ta sống mãi mãi để người ta hát cho mình nghe, chứ không muốn là người ta chết như vậy. Nhưng mà cái số thì chết rồi, tới là phải chết rồi. Mình đâu có muốn vậy đâu. Ngày Vũ Linh bệnh mà nói gán hết bệnh rồi trở lại sân khấu rồi, trong hoài ngày đó không có trong ghế rồi tới bây giờ Vũ Linh ra đi luôn. Thuộc nhiều lắm nhưng mà bệnh mấy cô gái bị tắc tiếng rồi, hát nó cũng không có hay đâu. Chị thích nhất là cái lúc mà ông kêu hát cái tuồng mà An Lộc Sơn Dương Thái Chân đó. Ông kêu cái tên Thái Chân không là mình nghe mình cảm động trong lòng mình. Ông kêu Thái Chân, ta từ lĩnh Nam mang lệ chi về cho nàng đây Thái Chân. Nghe nó đau lòng gì đâu. Mà nói chung là không phải là thích gì hát kiếm hiệp hồ quảng, mà kể cả chương trình cải lương mà xã hội cũng thích. Ông hát ông nghệ sĩ Vũ Linh hát trong tuồng Lệnh Chi Nã mà đóng vai Thái Salem. Tuy rằng người làm tướng cướp thì rất hung hăng, nhưng mà khi yêu một người con gái rồi rất là mềm yếu, không có hung hăng giống như là tướng cướp nữa. Rồi tuồng Lấy Chồng Nghèo nè, đóng vai Vũ Linh đóng vai Nghĩa nè, cũng dễ thương. Rồi tuồng Phận Làm Dâu, Vũ Linh đóng vai Kiều Hoài Phong. Rồi tuồng Chị Chồng Nàng Dâu, Vũ Linh cũng đóng vai tên Dũng. Tuồng nào nói chung là Vũ Linh đóng cũng dễ thương nha. Tuồng An Lộc Sơn Duyên Thái Chân thì Vũ Linh đóng vai An Lộc Sơn. Rồi nhiều tuồng, nói chung là nhiều tuồng lắm chứ không phải là riêng một tuồng. Thích nhất là cái tuồng này nè. Vũ Linh hát Quyệt Khẩu Dương á. Quyệt Khẩu Dương đóng vai Hoàng Phúc, hát với Linh Huệ. Nói chung là nghệ sĩ người nào chị cũng thích hết trơn á, chứ không phải là riêng biệt gì người nào. Nghe người nào nghệ sĩ bên nghệ sĩ chết là chị buồn đó. Đây lần trước thì chị cũng có tin tức đưa nhưng mà không có chính xác, nhưng mà lần này thì chị thấy đăng lên hoài nói Vũ Linh chết là chị đi tìm hiểu liền, nhưng mà người nhà nói là Vũ Linh rất là khỏe mạnh, đừng có đăng lên như vậy nữa, bên YouTube đừng có đăng lên như vậy nữa. Cái chị rất là yên tâm, cái lần này cũng đăng nữa, cái chị cũng theo dõi nữa, chị nghĩ là cũng như mấy lần trước, ai ngờ lần này là sự thật rồi. Em đâu biết đâu, tự nhiên sao em mở máy lên đăng. Bữa Vũ Linh mất đó là chị đi đám cưới nhỏ cháu ở dưới Kiên Giang á, thì chị mở máy lên thì chị thấy là chị nghĩ là cũng như mấy lần trước thôi, chứ không nghĩ là giống như bây giờ. Bây giờ là mới sự thật, còn mấy lần trước là thông tin không có thật. Nói Vũ Linh chết nhưng mà có thật, rồi thầm giấy trong bụng nó giấy cho đừng có phải là sự thật. Lần này cũng như giấy đừng có phải là sự thật giống như mấy lần trước đi. Cảm ơn chị nhé.
Phương và Vũ Linh là mãn nguyện rồi. Dạ dạ rồi, em cũng cảm ơn chị nha chị. Dạ. Bà con lợi rất là đông của chú anh chị. Hồi đó đâu có tivi màu mình đâu. Dạ. Ông hát là tivi trắng đen mà lại nhà người ta sợ hết bình đó. Cái người ta đợi giường nào tới hát mới bắt tivi lên mà mình chờ đợi cái ông hát. Chị thích coi gánh hát lắm, miễn chị đi coi hát là chị vô mua vé ngồi trước à. Coi tới hết tuần luôn. Chị cũng thích đi theo gánh hát lắm, hát lắm, thích theo đi làm nghệ sĩ lắm. Nhưng mà gia đình không có cho đi. Không phải cho, giờ chị cũng trở thành là nghệ sĩ nữa. Hay nghe bài nào nhất? Hả? Hay nghe bài nào của nghệ sĩ? Có bông nữa. Nhiều tuần lắm. Thích đóng tình cảm hay là hậu quả? Hậu quả cũng thích mà xã hội tình cảm cũng thích. Như thích Tài Linh hát với Vũ Linh, hát rất là dễ thương. Hai người thích hợp hơn đúng không? Hai người có diễn hay mà hát cũng hay. Chị là khán giả hay là người thân gì, có người thân gì là Vũ Linh không? Chị là khán giả mến mộ Vũ Linh, thích Vũ Linh với Tài Linh. Tha kể chuyện chung tình con ta riêng em tiếp tục anh, tiếp tục anh, tiếp tục. Trời ơi bài sắc cơ giờ chiến trường hóa tiên nên gió đâu sơ đành chia tay vinh viễn bạch thu. Ngoài công mòn mối đời chờ hãy gọi ta lên trong những chiều sương lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nếu trời xa hai những lúc canh khuya rùa rèn câu ngắm anh trăng tàn nàng hai nhớ đến tháng năm này có một người yêu đã dồi thay giữa dùng ca. Hết bản rồi đi chú, hết bản không? Ai cũng qua rồi, ác thì ác tặng cho anh Vô Linh gì đó chung. Mình đi học tiếp hai tháng không biết quá chung nhưng mà mình cũng thích cam khúc này nha. Ca gì Biên Cương lá rơi thu hà em ơi gì á? Ai khúc đây là Biên Cương lá rơi thu hà em ơi. Đường dài mệt mông anh không đến nơi. Mây nó buồn chứ nó mất lại học. Khi chiên chung mình nó nói chi thì mình thích anh Bảo lắm nhưng mà tại vì mình không có biết hát thôi, mình rất là thích Vũ Linh. Hát hay cũng bằng hay hát thôi, tại vì mình rất là yêu thích Vũ Linh mà nhưng mà cái ngày đó là nó đông quá đi không được. Bữa nay là anh em chị em mướn xe đi lên đây để thăm. Đó, giờ đi ca này nha. À, ở Bình Dương nè, ở thị xã lên với mấy bà chị nè, có mấy bà chị nè lên thăm nè. Bà chị thứ sáu này, bà chị thứ chín rồi, coi Vũ Linh sốt luôn á mấy bạn ơi, coi khắp hoài luôn. Trời ơi vào và trong gió ca đèn tặng Vũ Linh ơi, em cũng phải phút bay của đồng vô đó là ca rồi đấy. Lời của người từ trong tình ơi, lấy bước chân đi tìm người thương. Em ra hẳn này là cổ xe độc mã của Vũ Linh, của Vũ Linh ca. Lên cổ em cũng tham mộ lắm, tham mộ Vũ Linh mà là tham ca thôi. Ca cổ hả? Giờ chúng ta bán là anh Chí. Ta mà khả lớn hát. Ta một phút thôi nghe thuộc cái này. Rồi cái này thuộc này. Cái này là chân.
Mai Đình ơi, em đừng nói gì thêm nữa.
đầy đủ lắm rồi, nghĩa cuộc tương ngộ thương đau. Phải hàng mặt tử chỉ là bút danh, mà người đời có thể quên đi khi nguồn thơ đã cạn. Khi tâm quyết của anh không còn đủ sức để ca ngợi dần trăng sáng, khi anh chỉ là khuê nhân với kiếp sống tật nguyền. Bất diệt là cái tên nguyện trọng chi của anh, khi tên người ta bỏ quên em đem vào hồn chinh các giờ. Ngày xưa em đợi em chờ, sự thật bây giờ anh nói tiếng yêu em. Hay quá, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chị chúc chị gia đình luôn sức khỏe. Rất là mấy người chú Dung Linh bao đêm rồi ta sống bên nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Nhưng quá hay luôn, quá ngồi những đêm nhắn đêm xa rồi. Quay lên đây. À, chị có thể mà lên một khúc ca cổ được không? Chị á. Lên một khúc ca cổ. Thuộc cái nào mình lên khúc đó, thuộc khúc nào mình ca ca cổ nha, lên khúc ca cổ. Rồi, tại vì chú Vũ Linh là ca cổ. Bài nào được cũng được, bài nào biết sao chú hát mình. Dạ, mình thuộc bài nào cũng được. Bài nào được hết. Nhớ khúc nào đâu có khúc không vậy anh nhỉ? Em cũng không nhớ. Lẽ giờ tự nhiên Vũ Linh mình đi hát La Nhà Điệp. Đúng rồi. Đúng dạ. Ai? Mình hát sao mà cứ La Nhà Điệp mình phải thế tự nằm dựng mang qua anh chú bao nhiêu đó được. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, bài nào cũng được hết. Lúc đó mình chưa được thì cô một hai bạn chuyên thuộc bài nào có chú luôn. Chú Linh ghi trước Cà Mau đi. Nhiều khi mình không có nhớ bài, hiểu không? Nhớ bài. Cái đó là phải ngừng khúc. Ngừng khúc. Ai ơi. Chiếu Cà Mau mà gọi lòng tê tay, mưa chân đi như thể xác không. Vỗ tay, vỗ tay. Ừ, nhất luôn đó. Nhưng mà mình không nhớ. Rồi kể nó nhiều làm nhiều đi. Nói thẳng luôn, nhiều khi mình cũng ham mê. Bây giờ mình nhớ đoạn nào gì hát đoạn đó cô. Thôi kỳ quá, mấy khúc này đẹp luôn đi. Lên khán giả người ta, mọi người ta nhìn. Bây giờ nhiều khi giờ để kêu thằng này vô nè. Cái kia nhạc liên khúc, còn mình là cổ liên khúc. Cổ liên khúc, mình nhớ khúc nào mà hát khúc đó. Cho nên nhớ cái đầu hát đó thì lên mạng. Dòng cổ mà tình mới chiếu chú Linh hát thật kỳ hay luôn. Phiên bản của chú Linh đó. Cho nên mình nhớ bao nhiêu thôi. Cô chú anh chị thấy quá trời đông bà con luôn. Đây bữa nay rất là đông bà con, lại tặng cho chú Vũ Linh mỗi cô chú tặng một bài hát tăng cổ. Rất là nhiều cô chú anh chị, đây là những fan hâm mộ của chú Vũ Linh. Đó, ở trọng giờ đang ca Lan và Điệp. Dạ, cô muốn hát tặng cái gì? Chị vô hát tặng đi. Hay lắm, đã mời đã hâm mộ từ nào giờ mà dạ. Biết mà không muốn là đây phải mướn cổ xe đi lên. Dạ, ở đâu luôn cô? Ở Bình Dương. Thôi giờ cô hát tặng cho chú một bài đi con. Hát hay lắm. Theo dõi là từ bữa mà vừa nghe vậy là kêu suốt luôn. Dạ. Này là mình bao xe lên hả cô? Bao xe đi. Tôi kêu cổ xe lên. Dạ. Trong gia đình đi. Hôm nay cuối tuần rất là đông bà con đến viếng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của chú anh chị. Hôm
ông nội là chú Vũ Linh à. Dạ. Nào tới bây giờ nên là từ khi mà nghe mà nghe mất rồi đó là tự nhiên là nghe nó rất là thương tiếc một cái người nghệ sĩ này kia mà tài qua là kêu là không thể nào quên được cái tiếng hát đó, nên là muốn bằng được phải lên tới đây đừng đốt cây nhang cho đi ngủ hôm giờ không ngủ luôn. Dạ, hôm giờ không ngủ luôn á cô. À, đi lúc mấy giờ cô? Không ngủ mà đi là hồi nãy là 8 giờ nhưng mà thức hồi đó nôn là... ha, mình nôn ha. Nôn mà, dạ, nôn mừng á. Dạ. Để biết đi lên dạ. Thăm dạ. Lên mừng đang thăm Vũ Linh này dạ. Kia nọ. Nghe nó đi được mừng quá. Dạ. Nôn nôn mà nôn, trong nôn mà ngủ, không ngủ luôn mà. Ha, mất ngủ luôn. Hồi tối không có ngủ được. Từ khi trong cho tới sáng luôn á. Đi rồi là kêu là suốt ngày là kêu theo dõi coi suốt luôn. Dạ. Khi cái ngày mà chôn là cũng muốn đi lắm nhưng mà nghĩ là mình cũng lớn tuổi rồi mà nếu mà lên đây cũng không có vô được đâu. Dạ. Đi ngang cho nghệ sĩ nên là ngày nay mới bằng mọi cách mướn xe đừng lên đây ngày mai mới xây mộ ngày mai xe mướn dạ. Xe đừng lên đây đốt cây hương cho nghệ sĩ. Dạ. Rồi nãy giờ cô có đốt chưa? Đốt rồi được. Dạ, mua tới cây lên cúng Vũ Linh rồi. Dạ. Hôm nay gia đình mình đi mấy người cô? À đi 7 người. 7 người. Thuê xe 7 chỗ hả? 7 chỗ mình mướn xe lên đi. Dạ. Cái kia nữa. À, cô chú anh chị thuê xe lên luôn nè cô chú. Đó. Cô này thôi nguyên gia đình 7 người lên để mà viếng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. À, đêm hôm giờ không có ngủ. Mất ngủ luôn ha, nôn mà. Nôn. Trong lên cho mau tới ha cô. Mau tới để dạ. Mình lên để cho khách nghỉ hương cho Vũ Linh. Dạ. À, con cũng chúc cô gia đình mình khỏe mạnh ha. Dạ. Chấp nhận mướn cổ xe đi luôn á. Dạ. Là thuê hết bao nhiêu tiền cô? Chưa biết bao nhiêu tiền thiệt hơi giờ nó nói nhiêu tả nhiêu đã thôi. Nhiều luôn. Mà mình cũng nói thiệt với mấy chú hả, phải láo mình đau lưng. Dạ. Đau lưng đâu có đi xe Honda nổi đâu. Dạ. Mà cái ngược chấp nhận phải mướn kêu cổ xe đặng lên phải gặp mặt này kia nọ. Dạ. Thì thấy ở trong đại truyền hình thôi. TV thôi ha. TV thôi. Dạ. Đó. Mà không phải láo cái ngày mà động ra rồi không phải láo với lại coi hả kêu bận phải láo nước mắt không đâu mà nằm cái thàn nó chảy dạ, nó chảy là cô là rất là hả? Gia đình mình yêu thích giọng hát của chú Vũ Linh ăn là bắt riết hả dạ. Bắt riết mà quên cơm trưa luôn quên dạ. Cơm trưa chú mắt là bữa năm tay đang ngồi mà nghe Vũ Linh mắt này kêu nổ phải láo cái tự dạ. Nhiên nó làm sao á dạ. nó làm sao á. Bữa nay cô chú anh chị thấy quá trời đông bà quá con đến đông. Luôn các tỉnh đến mướn cổ xe kêu em nè có ba chị em gái dạ. Đi với lại con dạ. Chứ không có người dân ngoài từ hổm ra tới nay mới nói chứ là nghe tin mắt rồi lúc đầu là kêu cứ ngồi coi suốt luôn coi theo dõi suốt luôn dạ. Muốn lên đây đừng đốt cái hương cho nghệ sĩ Vũ Linh tại vì mất đi một cái nhân tài đó là một cái giọng hát lúc nào cũng mãi mãi trong người tham mộ. Chú cũng mỉm cười nơi chính suối à. Vậy bà con rất là bà con yêu thích yêu thương chú. Rồi con cảm ơn hai cô nha. Dạ. Đó cô chú anh chị thấy quá trời bà con yêu mến chú đến đây. Cái chị này muốn hát lắm nè. Này kêu chú bên nhắc vô cho hát gì đâu. Đây chị hát tặng chú bài đi. Ai cũng đồn chị hát hay lắm mà. Hay lắm hả cô? Dạ. Chị khóc ngã quỵ ngoài này luôn. Mình chỉ có yêu thích giọng hát của chú mà. Anh thấy chị rất là xúc động của chú anh chị. Giờ chú bắt chị bắt nhạc của chú. Giờ đang nghe lại những cái bài của chú. Chị đi với ai?
đi. Ủa chứ ông xã đâu, nãy giờ không thấy ông xã. Bây giờ đi không cô? Em ở Cà Mau. Em lên đây thằng em là ở trên Đồng Nai nè, lên nói rồi nói với bạn gái nó qua đây luôn. Mà nó còn đi ăn nó chưa vô. Em vô trước. Em thích chú Vũ Linh lắm hả? Thích chú Vũ Linh hát lắm. Ai sao em khóc biết hả? Em nghe ở trong TV bắt trực tiếp á, nói Vũ Linh, Vũ Linh. Mà em nghe thiệt nước mắt em rớt xuống. Vừa thấy thương mà vừa nghe nó trong người mình nói giống y như là tưởng như mình nghe vậy mình xúc động quá chị, không chịu nổi luôn. Cái lúc mà thấy kia cái hàng của chú ra là nước mắt em nó rớt xuống, em không có kèm nổi. Chứ sau khi mà em thấy kia cái hàng là tự nhiên nước mắt mình thấy nó rớt xuống, không chịu nổi, không có sao kèm nổi được. Thấy Vũ Lưng á chị, Vũ Lưng nó ngồi á, Vũ Lưng nó đứng bưng cái hình đi là bắt đầu em thấy là tự nhiên cái mình nghe cũng thấy gì trong người mình nó bỏ tự nhiên. Thấy Vũ Lưng nó thương quá, Vũ Lưng nó bưng cái hình á. Thì thôi video tới đây thì mình cũng xin kết thúc. Chúc tất cả quý cô chú anh chị một ngày mới bình an, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe của chú anh chị những video sau.